Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Thì hôm nay em sẽ làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Camry thị trường Bắc Ninh thời điểm hiện tại. Thì chiếc xe Toyota Camry thời điểm hiện tại thì có 4 phiên bản và đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và đang có ưu đãi rất là lớn, bởi vì là cái như anh chị thấy là ở thị trường xe cộ bây giờ thì chiếc xe nào cũng đang hỗ trợ rất là nhiều, và Camry thì cũng không ngoại lệ. Và giá cụ thể các phiên bản cho Toyota Camry thời điểm cuối năm 2023 như thế nào để phục vụ anh chị đi trước Tết. Thì chiếc xe Toyota Camry có 4 phiên bản, và phiên bản đầu tiên, phiên bản rẻ nhất, phiên bản 2.0G thì sẽ có giá niêm yết là 1 tỷ 105 triệu. Và thời điểm hiện tại thì em đang giảm rất sâu cho phiên bản tiêu chuẩn này, thì có giá lăn bánh ở thị trường Bắc Ninh nó chỉ rơi vào khoảng 1 tỷ 154 triệu để lăn bánh. Và nếu mà anh chị quan tâm đến trả góp thì chỉ cần chuẩn bị giúp em số tiền cho phiên bản tiêu chuẩn là 300, hơn 300 một chút, mà cụ thể thì để em bấm máy tính thì nó sẽ rơi là 337 triệu là mang xe về. Còn phiên bản thứ hai là phiên bản 2.0Q thì có giá niêm yết là 1 tỷ 220 triệu, mà thời điểm hiện tại thì bên em đang giảm là 47 triệu cho phiên bản 2.0Q thì lăn bánh nó sẽ tròn 1 tỷ 3. Còn phiên bản thứ ba là phiên bản 2.5Q, phiên mặt trước mắt chúng ta đây, phiên bản màu đen, màu trắng đấy ạ, thì có giá niêm yết là 1 tỷ 405, và thời điểm hiện tại thì bên đang giảm là 54 triệu tiền mặt, và tính ra lăn bánh nó chỉ rơi là chưa đến 1 tỷ rưỡi, là khoảng 1 tỷ 497 triệu thôi. Còn phiên bản cuối cùng, phiên bản cao cấp nhất là phiên bản trước mắt chúng ta đây, phiên bản màu đen ở đây, cũng là phiên bản Camry 2.5 HV, phiên bản hybrid, thì có giá niêm yết là 1 tỷ 495 triệu, và thời điểm hiện tại thì bên em đang giảm rất là sâu cho dòng xe Camry là 57 triệu tiền mặt, mà anh em lăn bánh cũng chưa đến 1 tỷ 6, là khoảng 1 tỷ 593 triệu lăn bánh được rồi. Còn nếu mà anh chị quan tâm đến trả góp thì chỉ cần chuẩn bị em số tiền khoảng 462 triệu thôi. Còn phiên bản 2.5Q thì khoảng 434, còn phiên bản 2.0Q là khoảng 378 triệu là lăn bánh rồi. Và vừa rồi thì em đã cập nhật cho anh chị về cái giá bán của thời điểm hiện tại. Thì anh chị thấy đây là hai phiên bản cao cấp nhất của Camry, thì phần đầu xe có một vài khác biệt, như là phiên bản 2.5Q sẽ không có cái đường viền màu đỏ, màu xanh ở logo này, các cái điểm nhấn sẽ không được mạ chrome. Còn phiên bản 2.5 thì sẽ có là logo được sơn, được có các cái đường ánh xanh và có các cái đường mạ chrome để điểm nhấn. Còn ở phần thân xe thì hoàn toàn giống nhau, và đuôi xe thì cũng giống nhau. Còn về phần nội thất thì cũng vậy, tuy nhiên là phần nội thất của phiên bản 2.0Q, 2.5Q và 2.5HV thì sẽ có cái nội thất gần như là giống hoàn toàn. Và cái lựa chọn về màu nội thất của xe thì dòng xe Camry sẽ có hai lựa chọn màu nội thất là màu đen và màu be. Và nội thất và ngoại thất thì sẽ có lựa chọn là màu trắng, màu đen và màu đỏ. Tuy nhiên là đa số anh chị lựa chọn là màu đen và màu đỏ, màu đen và màu trắng, thì bên em đã nhập sẵn về cho anh chị là màu trắng và màu đỏ, màu đen để cho anh chị lựa chọn và lấy xe ngay rồi. Vừa rồi thì em đã cập nhật cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Camry. Thì anh chị nào quan tâm đến cái dòng xe Toyota Camry này thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline em để trên màn hình nhé. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.